Chúng ta thấy từ 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 trên đây nó là sozo, là tiếng Hy Lạp. Cái từ này trong Kinh Thánh nói khoảng 100 lần, chính xác là khoảng 94 lần, nếu ai kiểu lời trong đó, khoảng 90 lần dùng cái từ sozo là có nghĩa là chữa lành. So in Hebrew and Greek there are about more than 14 ways to say healing. Today we're going to touch on one of those words, which is sozo, in English translated as salvation. And this is used often. It means to be healed, and you see it over 100 times in the Bible. Cho nên người ta hỏi, how are you? Like, sozo. Thầy là dạy cho câu để qua bên Hy Lạp á, ai hỏi how are you á, I'm so so. Nhưng hầu hết chúng ta được dạy cái sự cứu rỗi sao? Chữ so so có nghĩa là cứu rỗi, mà hầu hết chúng ta được dạy là chữa lành tâm linh thôi. Còn thân thể chờ chừng nào Chúa trở lại rồi nó tròn tròn vẹn hơn. Bây giờ sẽ bệnh tới bệnh lui, bệnh cho tới chừng nào chết thôi. Phải không? So usually when you're taught salvation or the concept of salvation is only for spiritual healing, and that, you know, your flesh is left to, you know, suffer all these hardships until you reach the gates, then your flesh will be healed. Nhưng mà ông Phaolô cũng đề cập vấn đề cái thân thể, mình nói chỉ là cái linh thôi, nếu mà Chúa chữa cái tâm linh thôi, sozo là tâm linh, chữa lành tâm linh, thì ông Phaolô cũng ông nhấn mạnh về cái vấn đề này. À, ông dùng chữ thịt nha, body. Cái này thịt. À, chắc ai cũng biết cái câu này, tôi đi lướt qua. Khúc đầu thì biết rồi. Còn ai kết hiệp dưới Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Ok. Hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, ấy là người ngoài thân thể. Ok. Phạm đến chính thân thể mình, rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh. So cái thân thể này là có Đức Thánh Linh ngự, là thịt này, da này có Đức Thánh Linh ngự. Phải không? So in terms of, you know, if salvation is in fact just for the spiritual healing, then what is Paul meaning when he's totally referring to your body in the scripture? When you're referring to the body, it says so itself that it's the temple of the Holy Spirit. So what is that saying of your flesh? Vậy linh Thánh Linh đang chỗ nào? Tôi không thấy, quý vị không thấy. Thánh Linh ngồi chỗ nào của chúng ta? Ngồi đây. Ở đây. Hà ngay chỗ cái miệng mình. Đức Thánh Linh chỗ nào? Chỗ nào? Lòng. Lòng là cái tim không? Đây. Trong tim. Ok, trong tim hay trong óc? Không biết. Where is your Holy Spirit housed in your flesh? If that's the temple of the Holy Spirit, then where is it? In what part of your body? Where does it find home? Tại vì ông Phaolô cũng nói, vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa là ông nói hết cái thân thể này, hay là ông nói chỉ cái lòng thôi? The whole body, right? The whole package. Sau Đức Thánh Linh hiện diện cả cái thân này. Right? Sure. So I just read that one. Yeah. So in essence, you know, the spirit that's revealed is not revealed from parts of your organ, it's not your heart. Wherever your spirit is housed is all of you. The spirit is housed in your entire flesh. So when your entire flesh is present, so is that spirit. Tại vì nếu mà mình nói Chúa chỉ cứu cái tâm linh mình thôi, giải quyết cái tâm linh mình thôi, Chúa Giêsu đến giải quyết tâm linh mình thôi, thì Chúa Giêsu không cần xuống thế gian đặt mình trong một cái thân thể người đàn ông đi trên xứ Israel 33 năm. Cái đó là cái thân thể gì vậy? Ông Chúa Giêsu mang một cái thân thể có thịt, da thịt, có cảm giác, có buồn, có giận, có vui, có khóc, phải không? Và Chúa Giêsu cũng là linh nữa. Thì Chúa Giêsu
Nguyên một cái package của Chúa Giêsu là gì? Hồn, linh và thể xác đi 33 năm trên đất này, thì Chúa chết để đền cho cả nguyên cái thân đó luôn, cho mọi người giống như vậy hay sao? Phải không? Okay. So if it was the case that, you know, being saved, being salvation is just of the spiritual healing, then why is it that God had to put Jesus Christ on this earth as a human flesh? Why is it that he had to endure this world for 33 years, having suffered crucifixion and all the hardship, if all you need is spiritual healing? Clearly, that's not the case. He presented himself in the form of the flesh, and it encompasses everything, the spirit, the soul, and the flesh, you know, to make us in his own image. Cho nên Chúa Giêsu cứu chúng ta. Okay, đại khái là Chúa Giêsu đến thế gian để cứu chúng ta, cứu cả thân thể này. Thì nếu mà Chúa cứu mình thì mình phải trở nên mới. Tôi nghĩ mình phải là mới, không? Tại vì ông Phaolô mọi sự cũ sẽ qua đi, này mọi sự trở nên mới. Có nghĩa là mình trở nên mới, được cứu là trở nên mới. Là có nghĩa là hết bệnh là mình được lành mạnh. Đúng vậy phải không? So So he died for you to save you, so you become new. Right. New like giống như cái nhà before and after. This is before and after. Cái nhà mới, Chúa Giêsu đến. Cái giống như này là thí dụ như thế này, mình Chúa Giêsu makeover. Tôi thích cái mấy cái show mà stream makeover. Cái này vô này sao xấu trên computer đẹp lắm. Cái này xấu, cái này trở nên đẹp. Cái nào cũng đẹp. Cái nào cũng đẹp. Vậy nếu mà mình là con người thì khi mà trước khi tin Chúa với sau khi tin Chúa giống vậy không? Trở nên mới mà đẹp mà phải. Vì phải có before and after. Tại mình nói là Chúa Giêsu cứu mình cả thân thể, có nghĩa là mình phải gì? Phải đẹp lộng lẫy. So is it not synonymous when God saves you, not only your spirit but your flesh, he makes you anew, right? When he saves you from your sins, you are then anew. So is it not synonymous to say that, you know, he's saving your flesh, so now you are prettier than you were before? You know, once sin, now not, now innocent, or cleansed? Tối nay tôi biết có người về đại mẹ ngon cái hành thì nói gì thầy ta để nhắm mắt anh ơi nói vậy là con quá con giờ thầy đang có người mới đau hả thầy, nãy giờ cũng bàn về thiện về cái này á. Nói chứ chúng ta thấy không phải là khi mà chúng ta được Chúa cứu, thầy mình nói Chúa cứu cả thân hồn linh xác thì phải là nó mới, phải không? Linh là mới rồi, hồn là tươi mới rồi, nhưng mà xác thì sao đây? Bây giờ chúng ta trở lại nha. Hầu hết chúng ta thấy không ai thấy được cái hoạt động của tâm linh. Đúng vậy phải không? Không ai thấy hoạt động tâm linh. Chúng ta chỉ thấy hoạt động của hồn và xác thôi. So, you know, it's given that you can't really see the operations or the functions or the doing of the spirit. You know, all you can see is of the flesh or what's presented by the flesh. Trong phân đoạn này chúng ta sẽ thấy trong vườn Gethsemane, khi mà Chúa Giêsu là linh, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là linh. Khi mà linh cảm giác như thế nào thì cái hồn của cái linh đó có một cái cảm giác. Mà khi mà Chúa Giêsu cầu nguyện đến gì? Chảy máu luôn phải không? Đổ máu luôn. Thì chúng ta thấy cả gì? Cả vừa linh hồn và xác của Chúa Giêsu react với nhau, hoạt động với nhau một lượt. So granted, when you think of Jesus, you know he is of God. He is of the spirit. He is of the soul. But you also know that he is of the flesh. So when he's wounded and injured, you know, that flesh part of Jesus is capable of enduring that hardship. So you know what you should realize is that they all complement each other. They're all influenced by each other, the soul, the spirit, and the flesh. That they're not separated, that they're in sync. Có nghĩa là cái ảnh hưởng với nhau như thế này. Tâm linh, những gì ảnh hưởng của tâm linh làm ảnh hưởng cho cái hồn của chúng ta. Những gì muốn cái ảnh hưởng của xác chúng ta thì cái hồn của chúng ta sẽ ảnh hưởng cái xác.
trở lại. Nếu mà những gì mà chúng ta thấy ảnh hưởng của cái hồn của chúng ta, thì trước nhất là cái linh của chúng ta nó làm ảnh hưởng cái hồn. Những gì xảy ra trên cái thể xác chúng ta là cái hồn chúng ta đã ảnh hưởng cái thể xác chúng ta. So in essence, what your spirit endures affects what happens to your soul, or what your soul endures affects what happens to your flesh. It's all a chain reaction, and that they're not distinctly separate. Cho nên khi mà chúng ta được cứu, soul again, salvation, chúng ta được cứu, thì khi mà được cứu tâm linh, được xóa sạch tội lỗi tâm linh, thì tâm hồn được bình an. Phải không? Chúa cứu tâm linh mình tội lỗi, thì tâm hồn mình được bình an. Khi tâm hồn mình được bình an, thì cái thân xác mình được mạnh mẽ. Amen. Phải không? Again, chain reactions. When your spirit is being saved and during salvation, your soul is then what? At peace. Once your soul is at peace, how then is your flesh? Strength. You're stronger. You feel, you know, better. Bây giờ quý vị, lack of better words. Bây giờ chúng quý vị có thể đoán là cái kết luận của tôi được không? Giờ tôi sẽ thường tôi chưa ít khi nào tôi đưa kết luận trước lắm. Nhưng mà có thể đoán sơ sơ rồi. Bây giờ mình thấy có thể là bây giờ mình nói là khi mà Chúa cứu mình thì nó ảnh hưởng gì? Mình thấy cái người đó thôi, mình thấy cái người cái thể xác mạnh mẽ lên, cái người đó nóng cháy lên, chở người này đi làm chứng người kia, làm điều này làm điều nọ cho Chúa. Bởi vì gì? Cái ảnh hưởng nó duy trì như thế này. Còn thí dụ mà chúng ta thấy mà cái người nguội lạnh lợi thì nó đi ngược trở qua. Mình đặt câu hỏi không biết người đó có cứu được chưa? Có cứu cho nhiều người có đặt câu hỏi. Không biết cái người đó được cứu không không? Cái đó, cái này hơi offended một số người. Nếu mà cái người nó quá lạnh thì mình lại bounce ngược lại và nói hồn này chắc nó không bình an. Nó không bình an có nghĩa là chắc nó chưa có được cứu đâu. So if the flesh is weak? Yeah, when the flesh is weak. So, you know, on the contrary, the chain of reactions, you have your spirit that saved, your soul that's at peace, and then your flesh that's stronger. On the contrary, what a lot of people, you know, like to assume is that when your flesh isn't strong or when it's weak, you know, that tends to reverse the reaction. They tend to think like, oh, if their flesh is weak, that means that their soul's not at peace. Then that means that they're probably not saved. So a lot of people like to, you know, judge people by the weakness of their flesh and say that they're not saved. But sometimes that's not the case. You can't reverse that psychologic. Câu trả lời khoan trả lời cái đó. Có nghĩa là nó ngược, nó đi chiều này, nhưng mà cái chiều này tôi khoan trả lời. Bây giờ mình đặt câu chuyện trong mát. Ai biết câu chuyện này? Không ai biết câu chuyện này. Trong mát đầu hai. Nhiều người biết phải không? Bây giờ tôi nói sơ cái câu chuyện này thôi. Nếu mà ok, đại khái là có người như vậy. Tội ngươi đã được tha, hay bảo ngươi rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi. Hai điều này điều nào dễ hơn? Bây giờ đặt câu hỏi. Cái điều mà tha tội là sự cứu rỗi. Cái nào dễ hơn? Chữa lành hay là sự cứu rỗi? Sự chữa lành. Chữa lành. Chữa lành dễ hơn. So the question is, what's easier, salvation or to heal? Cái câu này nếu mà ai chưa đọc về đọc cái này, tại tôi nghĩ là nhiều người biết cái đó. Forgive your sins. Yeah, forgiving sins. I'm sorry. Which action is easier in terms of God? You know, forgiving of sins or to heal? Nếu ai chưa đọc cái này thì về đọc thêm cái này, cái câu chuyện này. Nó câu chuyện này nhiều người biết, nhưng mà tôi hôm nay tôi chỉ nhấn mạnh cái hai điều. Cứu rỗi, Chúa nói trước nhất, Chúa phán, ta biểu ngươi, hãy đứng dậy. Cái đó là gì? Ra lệnh. Phải ra lệnh không? Chúa phán, cái đó là có nghĩa là gì? Khi mà Chúa đứng dậy là có nghĩa là Chúa đã tha tội người đó trước. Không có chữa lành nha, cái này chưa nha. Chúa nói, ta tha tội ngươi, là hãy đứng dậy, stand up, be rise. Ok. Vác giường,
đi về nhà. Người đó ngủ ngoài đường hay sao? Dạ, người đó đang bệnh nằm ngồi trên giường không chịu đứng dậy. Cái này tôi để cho quý vị có thể suy nghĩ chút xíu. Tại khi mà những cái từ mà Chúa Giêsu dùng á, mình phải hiểu cái ý mà Chúa đang nói ngoài sau cái clause, ngoài sau nó là cái gì. So we're reading the scriptures, we have to read carefully, and it referenced to the highlighted portion when it begins with I say to you, rise, you know, in terms of that, that is the first portion of forgiven, being forgiven of your sins. Following that portion, there is a meaning behind the following contents, and then that we have to pay close attention to when we read. Okay, bây giờ tôi dịch lại cái câu này cho dễ hiểu ha. Hãy đứng dậy có nghĩa là ta đã tha tội ngươi rồi. Bây giờ ngươi được lành, rời khỏi cái nơi mà ngươi tội lỗi, bệnh tật, ngươi phải rời ra khỏi chỗ đó ngay bây giờ. Nghe quen không? Khi mà chúng ta cầu nguyện chữa lành, có nghĩa là mình cầu nguyện gì? Tha tội người đó trước, rồi tiếp tục mình nói gì? Chữa lành người đó. Và người đó gì? Khi mà chữa lành nói là giống như Chúa Giêsu nói người đàn bà tại giám này, go gì? Đi và gì? Đừng làm gì nào, không làm phạm tội nữa. Go and sin no more. Okay. So, metaphorically, you know, when you are praying for someone for healing, for salvation, your first is to forgive them of their sins. Synonymously, that's what it means to rise. And following that, he says to go home, to leave. And that's synonymous to when you're praying for someone for salvation, forgiving of their sins, and telling them to depart from your environment of sin. Kind of. It makes sense. Cái này nó có thể mới cho một số người. Đây là cách dạy hồi xưa. Okay, cách dạy nhiều người dạy như thế này. Hầu hết họ đọc tới cái khúc này nói là Chúa Giêsu chữa lành cái người đó tại Chúa muốn gì? Để chứng minh Ngài có quyền chữa lành. Nhưng mà bây giờ mình không phải là Chúa Giêsu cho nên mình không có quyền ngăn giống như Chúa Giêsu. Mình không làm giống như người bại được. Đó là cái number one người ta chỉ. So often traditionally what you're taught when reading the scripture, the whole paralytic thing, is that God was able to heal this paralyzed person to show and prove that he had the power to heal. And that's reserved just for God. That's not in our capacity to do so. It was just an example to show us that he has the power to do so. Tại vì họ nói là khi mà mình làm giống như Chúa Giêsu thì mình trở nên kiêu ngạo. Vinh hiển sẽ thuộc về mình chứ không phải thuộc Chúa Giêsu, phải không? Đó là cái cách mà họ nói, tại vì khi mà mình nói người kia bả đứng dậy tức là bắt chuyện đi, ai nấy làm lạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Thì nếu mà mình làm chữa lành cho người đó thì mình, người ta thấy làm lạ rồi người ta có ngợi khen Đức Chúa Trời hay là ngợi khen mình, tại vì mình, chúng ta có coi những cái show giống như Benny Hinn hay những cái chữa lành, nhiều người đi kiếm chữa lành, kiếm một Benny Hinn phải không, kiếm là kiếm ông này ông kia ông đó, kiếm ông kia, Ray Hawanki, những ông T.L. Osborne. Bởi vì những cái đó mà chúng ta không có làm giống như được không? Okay. So in their defense, when they claim like this is a one-time thing only and only God does it, he only did it just to prove a point that he can, people use in their defense that because humans, man, are not given the capabilities to do so, because if given that capability, if we're able to heal somebody, we will be glorified. You know, people will look at us and, oh, wow, that's amazing. And they will then glorify the person as opposed to God. That's their defense when reading the scripture. Cho nên chúng ta thấy, ai đây thấy người bại đứng dậy chữa lành? Ai đã từng thấy? Witness, your own eyes, không phải TV. Ngồi xe lăn đứng dậy. Ai witness? Anybody ever witness a paralyzed person? Ví dụ như bên chân ngắn, bên chân dài luôn. Dạ, cái chuyện đó chuyện khác. Bây giờ mình nói cái người mà từ xe lăn, người bại đứng dậy đi ha. Bây giờ thí dụ như anh Thiền đã thấy rồi, cô Chi thấy rồi. Ok, khi mà cái người bại nó đứng dậy á, trước khi đó là ai cầu nguyện cái đó gì? Hay là khi mà tự nhiên lúc đó người bại được chữa lành? Có người cầu nguyện cho người đó. Có người cầu nguyện. Ở người. Hai đời, hai cái đó.
chính người đó cầu nguyện. Hay là cái người này tên Chúa cầu nguyện mà người đó cũng phải cầu nguyện. Người đó cầu nguyện nữa. Đức tin người đó, người đó đứng tin người đó. Đức tin của người đó đứng dậy. Đức tin người đó đứng dậy chữa lành. Quý vị có coi cái ông gọi là Theo Osborne, ai biết Theo Osborne? Theo Osborne ông mới đi vừa đi tới là cả nguyên hội chúng nó xách cái wheelchair dục. Ông chưa cầu nguyện nhưng mà chưa hát hồi rồi á. Ông mới vừa đi tới đó là ai nó dục kêu wheelchair rồi. Cái đó là Chúa làm. Đức tin của họ và Chúa làm. Nhưng mà tôi thấy có người chưa có đức tin mà Chúa đã làm rồi. À, đây là một trong những cái mà nó debatable. Tôi muốn đưa cái điều này ra để chúng ta sẽ thấy tại sao. Okay. So the question is, when a paralyzed person or a disabled person is healed, how's that process? Are they healed before prayer? Does someone pray for them? Do they pray for themselves? Does it take prayer for yourself and somebody else's prayer? Do you have to be a believer to be healed, or does God sometimes still heal non-believers? So that's the debate all in the air. Tại có người nói là phải tin Chúa thì mới được lành. Bây giờ này, tại Chúa nói Chúa tha tội dễ hơn là chữa lành phải không? Có nghĩa là tha tội khó hơn là chữa lành. Có nghĩa là nó còn khó hơn. Thì phải tin Chúa thì chữa lành nó dễ hơn, đúng không? Tôi đã chịu Chúa. Tôi đã nguyện với Chúa. Chúa muốn chữa cho cái người đó là Chúa biết lòng của người đó và có đức tin của người đó. Chúa chữa lành. Không sao, vậy là mình phải tin Chúa sớm hay là mình tin Chúa trễ thì... So the question is, can you be healed without believing? Can you be saved without believing? Quý vị biết tôi dằn vặt với cái vấn đề mà về chữa lành này mấy năm trời rồi. Tôi học về cái này mấy năm trời rồi, trong mới đây. Tại giống như thí dụ như cô chị nói là Chúa muốn chữa lành ai thì Chúa chữa, đó là truyền thống vậy. Tôi cũng bị ảnh hưởng vậy. Rồi một số nói là phải tin thì mới được chữa, mới được chữa lành, cũng là truyền thống vậy. Này tôi không cần kỳ thị truyền thống này, nhưng mà tôi nói nhìn thấy có phân biệt giữa này kia rồi. Tôi không trong đó những người truyền thống. Đây cũng có một số người truyền thống ở đây. Một cái nữa là qua bên Ngũ Tuần nói là Chúa không phải Chúa chữa đâu, tại vì người này được đặt tay thì được lành, bởi vì quyền năng của Chúa đã trên cái tay người đó, đã đưa trong người đó, rồi người đó đặt tay lên nữa là được chữa lành. À, bây giờ nó hai cái khác nhau không? Bây giờ mình đang rớt lên bây giờ nè. Even chúng ta là Ngũ Tuần cũng bị chiến đấu với cái này rất nhiều, phải không? Tôi biết rất nhiều người ở đây chiến đấu với chuyện đó rất là nhiều. Cầu nguyện hoài không lành. Cái mình nói, chắc ý Chúa thôi. Ý Chúa muốn tôi lành thì tôi lành, mà ý Chúa không muốn tôi lành, chắc Chúa để cho tôi như thế này cho tới ngày tôi gặp Chúa thôi. Okay. It's a little confusing, a little theological question. Yeah, I know. And long. So, you know, a lot of explanations out there. You have to be healed in order to be saved. You don't have to be healed in order to be saved. God knows your heart. He'll save you anyways, or some cases at least. And what was the third explanation? The other one is Pentecostal. Say so you just lay hand, you'll be healed. Oh yeah, that part. So the other explanation is that neither you, the believer, or non, you know, as long as you have the support of your fellow believers, lay your hands, you will be healed. Third theory. Yeah, vote. Yeah, I would fan này ha. Cái này không có sai, trời, em tôi sẽ giải thích từ từ, mỗi người sẽ nhớ từ từ vô như là. Bây giờ nói là ai, nói là đặt tay trên người nào đó là người đó lành liền. So who thinks that hands alone, laying hands on somebody could heal someone? Would that alone provide salvation? Đặt tay là người đó lành.
Dĩ nhiên trong danh thì phải nhân danh Chúa. Dạ, không phải Hebrew. Tay cái đó là quán ta hoặc là harassment. Tôi được có phe hai người ta, ba người. Số đâu confusing. Dạ rồi, ra con nguyện nó không. Đúng rồi, con nguyện. Bây giờ trở lại nha. Bây giờ Matthew 28:20. Cái này khỏi đọc, ai cũng biết cái câu này phải không? The Great Commission, cái mạng lệnh lớn nhất của Chúa. Bây giờ mình thấy cái chữ tiếng Việt này, ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Ta thường ở các ngươi luôn, có nghĩa là always, hay là cái chữ gì tiếng Việt mình nói là ta thường, là có nghĩa là song thái. Thường có nghĩa là thí dụ Chúa ở chúng ta 90%, còn 10% Chúa dẫn. Often. Luôn luôn không? Đâu có chữ luôn luôn đâu. Ta thường ở cùng các ngươi luôn. Cái này dẫn như tiếng Việt. Đây là lý do mà tôi không trách những người mà hồi xưa họ dịch Kinh Thánh. Nếu mà ta đọc vậy thì có nghĩa là Chúa có thể ở cùng chúng ta luôn. Chữ luôn luôn là always. Luôn chưa chắc là always, phải không? Chắc không? Chắc không? Một sư nghĩ lúc con chơi đá banh thì Chúa ở cùng bạn. Thằng nào đá quẹ giò thì lúc đó cầu nguyện Chúa là. So how literal is this meaning when it says that I am with you always to the end of age in reference to God? Now, khi mà chúng ta nói về Chúa ở cùng chúng ta luôn, hồi xưa ai nấy cầu nguyện xin Chúa cùng con phải không? Nếu mà Chúa ở cùng chúng ta 24/24 thì làm sao, tại sao mà chúng ta không làm được giống như Chúa chữa lành người ta? Tại Chúa lúc đó, Chúa bước đi trên mặt đất này là Chúa đụng ai là người đó lành, đặt tay người nào là người đó lành, chữa tất cả người đó lành, mà tại sao chúng ta không làm được? With this being the case, imagine Jesus back then roaming the earth. Anybody he laid hands on was healed. For 33 years, anybody he laid on was healed. Anybody who he prayed for received. So if he is with us always until the end of age, then why don't we have that power or authority to do exactly like he did? Đức tin mình của mình đặt tay trên người đó. Tin, tôi đã từng tin, mà tin trong 100% không có một cái đau, không có một xíu nào nghi ngờ đó. Tin. Tin không nghi ngờ. Không nghi ngờ. Phải không? Bây giờ hỏi nãy ba người vô tay nè. Ok, đặt tay trên người đó, tin trong 100% không? Tin phải không? Mình tin 100%. Nhưng mà tại sao người đó không lành? Có những trường hợp họ cũng không lành, phải không? Tại người đó không tin. Một cái tiến trình. Từ từ, mình phải xin tội mình trước. Dạ, lý do là có thể là họ chưa tiếp nhận Chúa thôi. Không phải chính mình phải... Có nghĩa là chị nói là mình phải xin tội, nghĩa là mình chưa thánh khiết. mình chưa thánh khiết. Tức là ăn năng không chứ. So the debate here is if you are a believer, you have to be a believer without doubt, with full faith, to be able to heal. If that's not the case, then, you know, you can't. So that's the ongoing debate right now. Okay, so giống nhau. Chỉ có khi nào mình nhớ khi nào là ở nơi không có bệnh hoạn gì hết á, thì mình mới hiểu con biết là everybody can meet you con biết gì. Cái đó mình đọc mình trong Thánh Kinh nói vậy. Chỉ khi này mình còn ở trong thế gian này, mình còn deal với thế gian này, cho nên là mình phải chịu những cái bệnh tật của thế gian này. Đấy, ảnh hưởng tới mình khi nào mình lên thiên đàng, mình ở nước Chúa, nó nước thiên đàng đó, thì mình mới heal completely. Dạ, cái đó là mình học được như vậy đó. Cho nên là có người ở trong thế gian là không thể được. Bây giờ,
trở lại thì Mark đoạn 16 câu 18 nói là chúng ta đặt tay lên kẻ bệnh được chữa lành. Nếu mà mình tin cái kia đó thì lời Chúa nhiều chỗ là quá khứ, cái như kỳ rồi tôi có chia sẻ tất cả một số từ mà Chúa dùng là tất cả là quá khứ, là được chữa lành. À, tại sao không chữa lành? Đây là cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Tôi chắc chắn mọi người đều ấy. Sau tối hôm nay tôi sẽ nói cái câu này 100%. Tôi đặt tay lên người đó, tôi cầu nguyện là chữa lành. Shock, everybody shock. Khi tôi nói câu đó, tôi đặt tay trên người nào là người đó chữa lành. Được lành. So I say I lay hand on whoever I pray in the Jesus name. That's if you, okay, so if you said it. So in theory, if he had presented, I lay hands on everyone, you know, anybody that I lay hand on will be healed. Amen. How would you feel? Would you be amazed? Would you glorify him? Ở đây ai đã nằm trên giường mổ rồi? Anybody had surgery before? Mổ bụng, mổ phổi, mổ tim nhiều. Thì có nhân không? Mình kia nè. Mổ được dư. Mổ được dư. Tôi là bác sĩ đi. Tôi là surgeon. Ok. Người bệnh là người bệnh nhân đi. Tôi lấy cái dao, tôi rọc cái dao đó. Tôi chữa lành. Nhưng mà tôi rọc cái dao đó ở cái phòng nó mất vệ sinh. Cái dao đó tôi không rửa. Xong rồi á, tôi để theo thay đè, tôi về tôi nói mổ xong rồi cắt ruột dư rồi. Xong rồi ruột dư dư tôi cắt được, bỏ. Vậy. So imagine hypothetically he was a surgeon. You're in a surgery room and he's conducting surgery on a patient. And let's say the room is non-hygienic, it's just filthy, dirty, he didn't even clean the knife. Cut through, you know, the person and says like, oh, you're healed, I got you, you know, I did what I had to do, dirty knife and all. Khi mà cái vết thương nó chỉ cần một giây thôi, cái vi trùng nó có thể vô là nó bị infection right away, phải không? Nó không cần lâu, một giây thôi là nó sẽ vô liền. So with the fresh wound, having been slit by a surgeon with a dirty knife, it only takes a matter of seconds or minutes to be infected by the bacteria. Chứng tỏ tôi có khả năng cắt cái ruột dư đó. Tôi cầm cái kéo tôi cắt cục. Tôi có khả năng. Là có nghĩa là tôi đang đặt tay lên người đó. Tôi chữa lành người đó. Nhân danh Chúa Jesus Christ chữa lành liền. Là có nghĩa là tôi cắt cái cục. Granted, the surgeon has the power and the capacity to cut the patient. This is synonymous to a person having the power and the capacity to lay hands and heal. Bây giờ cái trách nhiệm tiếp tục như thế này. Nhiều khi chúng ta cứ đổ lỗi cho Chúa nha. Tôi biết rất là nhiều người đổ lỗi cho Chúa. Ồ, chắc Chúa không chữa lành, chắc ý Chúa thôi. Cái đó là nàng đổ lỗi Chúa đó. Ồ, chắc tôi tội lỗi quá, Chúa không chữa lành. Ồ, chắc tôi còn này chỗ nào. Không. Khi mà cái tôi đã surgery cái đó rồi á, thì cái sự lành lại đó là do ai? Do cái người được chữa. Cái người đó có duy trì sự chữa lành hay không? Chúa đã cầu nguyện, Chúa làm công việc của Chúa rồi. So the question is, once the surgeon has already conducted the surgery and the process of healing, is whose responsibility, where is the responsibility of the healing take place? Is the responsibility on the surgeon or is it the responsibility on the patient? Who's in charge, you know, who determines whether the patient gets healed or not? Who's responsible? Đúng vậy, cái đó là cái câu tới. Cái người tôi cắt cái cục là lành, có nghĩa là tôi đặt tay nó. Tiếp tục tôi nhận Chúa Giêsu là cái gì? Tôi nói là bây giờ tôi đã được tha, linh hồn được cứu rồi,
người phải đi. Có nghĩa là bác Trường nãy mà nói đó, đã nghe là tôi may vá lại, đắp lại, đắp bột, whatever, may lại cho kính, bè nấy hay gì đó, yêu. Xong, người bệnh nhân đi về. Okay, so, let's say surgery room, the doctor, the surgeon, in the healing process, does the surgery, conduct the surgery, wraps him up, bandage him up, says, hey, now it's time to go home. Synonymous to the scripture earlier when he said, you know, you are healed, you may rise, now go home. That, synonymous to the idea that when you lay hands to heal someone, you know, laying my hands, you're healed, you're saved, or whatever the case. Trong Tân Ước, tiếng Hy Lạp có ba từ về chữa lành. Thứ nhất là sozo, thứ nhì là aomai, thứ ba là therapio. Bây giờ tôi đang nói cái phần sozo thôi, tôi không nhảy qua kia, nhưng mà tôi cho một cái hint. Cái chữ therapio là cũng là một trong những cái chữ chữa lành trong Tân Ước. Therapio có nghĩa là therapy á, tiếng Anh mình dùng là therapy á. So there are three different words in the Hebrew language for salvation. Sozo was one, therapy is the other, and what was the third one? Aomai. Aomai? Yeah. Aomai. So, oh my. As I remember. Minus the third word. Lý do. Mà không được lành bởi vì lý do cái chữ heal mà tôi đặt tay lên nó, cái đức tin của tôi nó nằm ngay chỗ nào, ngay cái situation nào, therapio hoặc là soso hay là aomai, có nghĩa là cái người đó cần được cứu rỗi, là mình cầu nguyện cho người được cứu rỗi thì sao, người đã sẽ lành. Chứ nói gì, hãy vác dừng đi, lành lĩnh, vác dừng đi, có nghĩa là gì? Cái sự cứu rỗi, chú nói hai cái nào dễ hơn? Sự cứu rỗi có hơn. Mình đã giải quyết sự cứu rỗi là có nghĩa là sự chữa lành nó đi theo, nó attach, nó đính kèm trong đó. Đó là một trường hợp. You go ahead. So one, the first one, so means you heal the spirit of salvation. You heal that person. The second one, cái thứ gì? Therapio, có nghĩa là cái người đó cần cái tiến trình để chữa lành. Cho nên cái ơn mà chữa lành là cái người đó phải hiểu được cái chứng bệnh của cái người đó như thế nào để mình chữa lành cho nó đúng. So that's the reason. That was deep. He did. So the reason we could not heal because we don't know the symptoms of the sickness, the patient. Lý do chúng ta đặt tay cho người đó mình nói lành đi, lành, mà thật sự người đó gì đang cần sự cứu rỗi. Chúa cho chúng ta tiên tri, lời tiên tri trong đầu chúng ta sẽ biết cái người đó cần cứu rỗi, thì chúng ta không thể nói là lành chân đứng dậy đi liền, không được. Chúng ta phải cầu nguyện cho cái điều đó trước. So when I pray, I say, heal in Jesus' name, but that person need to have a salvation. Cái người đó được tin rồi, thì mình nói, heal, therapio, có là therapy á, ai đây đi therapy á? Heal in therapy, that means you are in therapy with me. Là tôi vẫn phải keep track cái người đó, cái bệnh nhân đó, để lần hồi nó chữa lành. So, there's two cases. One case for salvation. The second case, I know there's a process of healing. Tôi nói thẳng bây giờ. Thor, I tell you, tôi đã chữa lành, tôi đặt tay trên Thor, so, that means you are healed. Thor đã lành được rồi. Cái sự đức tin của Thor có thể anytime she can walk. Nhưng mà, cái bước tới mà tôi làm á, là therapy. Là therapy. Bác sĩ có thể làm therapy, I don't care. But I do the therapy for her. Quý vị biết tôi vẫn cầu nguyện cho Thor. Đó là therapy của tôi đối với Thor. That's how it works. Cho nên tôi đã thấy Thor
Bởi vì tôi đã thấy thoa lành rồi, thì tôi phải làm cái therapy từ cái đoạn này cho tới đoạn này. Cái đó là trách nhiệm của tôi. So that's a long one. So there's 3-step process? I give you 2-step for now, just 2-step. Okay. So salvation and therapy. Yes. Oh. Therapy. So I did a therapy for her. My therapy to her, that means she in a process of healing, because I know it's healed, but it's in the process that I'm healing her in Jesus' name. That's what I'm doing right now. Quý vị biết, cho nên tôi mới nói tôi không phải là con người có tài, không phải tôi là somebody. Nhưng mà tôi hiểu được cái vấn đề Chúa nói như thế nào. Tại vì Chúa nói vậy, ta luôn ở cùng các ngươi 24/7. Là Chúa đang ở cùng quý vị đây. Quý vị muốn được cầu nguyện người khác chữa lành, quý vị phải hiểu là Chúa Giêsu đang ở cùng chúng ta. Always 24/7. Thì chúng ta đặt tay trên người đồng đó là chúng ta sẽ thấy cái vấn đề đó ngay tại chỗ liền. Chúa sẽ nói cho chúng ta. Không phải là tôi có ơn đâu. Chúa nói cho tôi này. So to reiterate, a good point, or the main point, was that the only way you can heal a person, laying hands and healing someone, you can only heal someone if you know the symptoms, or you can only heal someone if you know what the sickness is. And with God forever being beside us, He reveals to us what it is. That's why we have the capacity to lay hands and heal. Trở lại nhân dân này, nhân dân Chúa Giêsu. Nhờ ai? Nhờ Ngài được lành. Này con dùng cái sơ đồ đoạn tập 4. Cái câu này tôi nghĩ ai cũng biết rồi. Cứu rỗi chẳng có sự rỗi nào khác đến đó. Nhận danh Chúa có nghĩa là heal trong sự cứu rỗi. Đây, một trong những cái này nữa nè. Một phép lạ sờ sờ. Ok. Vì dân thành Jerusalem đều biết rõ thật đã làm ra một phép lạ sờ sờ, chúng ta chối không nổi. Cái phép lạ Chúa làm sờ sờ mà chúng ta chối có nghĩa là chúng ta không khác gì người Pharisee, những các thầy tôn giáo lúc đó chối phép lạ sờ sờ trên mặt. Bây giờ chúng ta nói là phép lạ Chúa có thể làm được sờ sờ đó. Hồi nãy tôi hỏi bao nhiêu người thấy ai đã từng được chữa lành, chúng ta đã thấy sờ sờ đó. Chúng ta không thể từ chối được cái chuyện đó. Chúa làm phép lạ và Chúa luôn làm phép lạ, chứ không thể nào ngưng làm phép lạ. So miracles are a product of God, and that is inevitable. It happens. He provides it. For us to deny the fact, it makes us no different than the Romans or the Pharisees in that case, you know. These signs are presented to us and is provided for us to accept if we, you know, not to deny as sense in the scripture. Cho nên hội thánh này á, tôi luôn luôn khuyến khích quý vị chia sẻ phép lạ của Đức Chúa Trời làm cho mình. Có nhiều nơi rất là sợ không muốn chia sẻ đó, bởi vì họ nói mình bịa chuyện ra, mình làm cho nổi danh mình. Không, phép lạ của Chúa Giêsu là để cho chứng minh chúng ta sờ sờ trước mắt, để chúng ta thấy I am here. Chúa nói là ta đang ở đây nè. You know, miracles are provided for us to see, kind of like proof that, you know, He's present, He's here. It's proof for us, but for us it isn't enough, you know. And it's advised that you share that with your world, share that with the world, share it with your friends, to non-believers. To anyone that doesn't already know, you know, people would say, you know, miracle is a joke, you're making it up, da da da. But you know where it came from. So share that with your friends. Người đã nhờ phép lạ cho được chữa lành bệnh đó. Chúng ta nhìn cái phép lạ xảy ra đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ được chữa lành. Bởi vì chúng ta thấy sờ sờ trước mắt, chúng ta tin sẽ được chữa lành. Đó là cái điều mà chúng ta đã. So you see the sign. The sign is a sign of healing. You see the sign, you see the healing. Chúng ta không phải có những người nói là những người tín đồ ngũ tuần thích đi tìm phép lạ.
họ chê chúng ta, nói mấy người này cứ chạy đi kiếm phép lạ thôi chứ không phải kiếm Chúa đâu. Thầy Ron, chúng ta không phải chạy kiếm phép lạ đâu, chúng ta muốn được lành cho nên chúng ta đi kiếm phép lạ. Chúng ta được lành bởi vì đó có những người nói người này đi chạy đồng này nhóm chỗ này kiếm chỗ kia kiếm chỗ nọ kiếm ông này kia ông kia, đó là con người nói. Chúa đâu có cấm chúng ta đi kiếm Ngài đâu. Chúng ta khao khát Chúa, chúng ta mới đi kiếm Ngài. Bởi vì thật sự ai chúng ta, trong mình chúng ta cũng có một cái chứng bệnh mà chúng ta muốn đi để kiếm sự chữa lành đó. So we all need healing. We not chase for sign and wonders. Many people criticize us that we chase for sign and wonder, but we are not. We chase for healing. Tóm lại, tôi muốn đưa ra cái điều này để cho chúng ta để thấy điều này. Có những điều mà chúng ta đã từ lâu ai nấy dạy điều này điều kia chữa lành này nọ đó, xóa đi hết đi, xóa hết đi, erase them all, whatever you learned before, erase them all. Tại vì những người mà dạy mà không làm được á thì chỉ lý thuyết thôi. Dạy không phải là tôi nói tôi nghe, những người mà chúng ta đang đi tìm chỗ này ông này có thể đặt tay chữa lành bởi vì chúng ta muốn thấy được cái gì, cái quyền năng của Chúa như thế nào, chúng ta học cái đó quyền năng. Bây giờ từ nay trở đi quý vị đi nơi nào á, wherever you go, để ý. Hồi đó giờ chúng ta chỉ tới thấy ông đó để chúng ta được chữa lành, ai nấy chen lên để ông đó đặt tay để chữa lành. Nhưng mà bây giờ chúng ta để ý như thế này, ngoài đây vậy không? Bây giờ từ nay trở đi chúng ta đi một nơi nào, tôi không có cấm quý vị đi kiếm như đồ Benny Hinn, kiếm Roy Hall Bond, kiếm ông này ông nọ ông kia. Nhưng mà chúng ta để ý một cái điều như thế này khi chúng ta đi. Nhìn cái khi mà ông đó chữa lành người đó, cái gì nó hiện tượng nó xảy ra đó. Có những người lúc mà chữa lành cái người đó, có nhiều khi chúng ta thấy xem xét đứng ngoài sau lưng cái người đó. It is. Not to say that you shouldn't follow or shouldn't search for healing in different pastors or pastors of healing. Not to forbid you, but just keep in mind, be mindful that when you do go to these occasions, how exactly, what's being portrayed by the person healing and the person being healed? You know, where are they positioned? Behind or in front of the one in need of healing? Tôi để ý một điều này khi tôi học về vấn đề chữa lành đó. Cái sự cứu rỗi là nó chữa toàn vẹn hết con người đó. Khi mà chúng ta cầu nguyện người đó mà nhân danh Chúa Giêsu mà tội được tha, linh hồn được cứu, là người đó được trọn vẹn cái sự chữa lành này. Nhưng mà khi mà chúng ta tới một người nào đó thì chúng ta chỉ đặt tay lên nhân danh Chúa Giêsu Christ lành mình thì chưa chắc lành hết, nó lành một số là thôi. Tại những người không phải tin Chúa họ cũng chưa lành được, cũng biết mà những thầy khác, thầy pháp khác cũng chưa lành được phải không? Chứ phải chúng ta làm được đâu. Right. Bây giờ có ông ở Việt Nam mà đi bẻ tay cái nó đứng vậy, đi bẻ chân cái đứng vậy. Right. Cái ông chết đi lại đó cầu nguyện cho ông là ông trước buổi dịp á. Đứng trước bàn ông đó cũng có người lành trước cái tượng của ông. Có. Đúng. Chúng ta không từ chối chuyện đó. Họ làm được. Nhưng mà họ chữa lành gì? Cái thể xác này. Hồn và linh không thể làm được. Amen. That's a different. Other, the atheists, they can heal your body, but they cannot heal your soul and spirit. Họ chữa lành xong rồi người đó vẫn đi xuống địa ngục. Họ chữa lành người đó xong rồi người đó vẫn buồn, không còn bình an. Nhưng mà chúng ta chữa lành
so-so thôi. Mà the whole package. No. Amen. So salvation again does consist of the spirit, the soul, the flesh. And to touch on what somebody had mentioned earlier, that even the non-believer gets healed, which is true. That is the case, that's undeniable. A non-believer would be, can be healed, but they are not saved. They're not healed in terms of, you know, the spirit, the soul, and the flesh. It's just the flesh, and that's temporary. Cho nên tối hôm nay bà Hồng, chúng ta cầu nguyện trước nhất là chúng ta cầu nguyện sự cứu rỗi thì sự chữa lành sẽ attach theo trong cái đó. So as we pray tonight, we'll pray for salvation. You know, salvation comes first. Pray for salvation and healing will naturally come. It'll take its course because again, it's a chain reaction. So who needs salvation tonight? Ai chưa chắc chắn là mình như thế nào? Who needs salvation tonight? Ai cần sự cứu rỗi tối hôm nay? Tại sự cứu rỗi nó đi theo cái sự chữa lành. Who needs salvation tonight? Hầu hết nhiều người không cần sự cứu rỗi, phải không? Thường thường truyền giảng rất là nhiều mục sư kêu gọi, không ai tin Chúa. Nhưng mà một mục sư đó kêu lên được chữa lành thì rất là đông người đến. Ông Benny Hindi qua bên Indonesia, cả 2 triệu người tới để tìm gì? Sự chữa lành. Chúa đâu có cấm họ đi đâu, họ vẫn tới. End up, mình nói này Chúa dụ không? Chúa hô dụ đâu. Trong đầu họ nghĩ là chữa lành, nhưng mà tới đó lại được cứu rỗi. Cứu rỗi nó đem sự chữa lành. Nó đi vậy đó. So let's pray tonight. That was a good one. You can't do it? No. Salvation comes first. Mọi người, chúng ta tối hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa hai điều như thế này. Xin Chúa phán cho con khi mà con đặt tay trên người đó. Con cầu nguyện chữa lành về tội lỗi, bệnh tật, hay là con chữa lành về chỉ bệnh tật người đó thôi. Chúa sẽ cho chúng ta một cái ơn đó. Chúng ta sẽ hiểu cái người đó như thế nào để chúng ta đặt tay trên người nào thì đúng bệnh người đó đi. Bác sĩ mà đặt tay không đúng bệnh thì bác sĩ đó sẽ không bao giờ chữa lành được người nào. Hôm nay ai muốn được ơn đó, không phải một mục sư hay là không phải ban chấp hành lãnh đạo. Chúa nói gì? Ta luôn ở cùng trong các người, all of you. Luôn luôn 24/24. Chúa ở cùng chúng ta 24/24. Chúng ta xin Chúa cái ơn mà chúng ta đặt tay trên người nào là người đó chữa lành, và chúng ta biết cái chữa lành gì tại chỗ, liền tại chỗ. Người đó được cứu rỗi hay là người đó chỉ muốn chữa lành thể xác thôi. Một trong hai cái đó Chúa sẽ nói cho chúng ta. Đó là cái ơn Chúa sẽ cho. Tóm lại ai cần cái ơn đã xin Chúa chúng ta. Chúng ta đến đây, ai cần cái ơn đó, khi chúng ta muốn được cái ơn đó đó thì đến đây. Again, healing of a person takes knowledge of their symptoms, and that the knowledge is then provided by God, but it's not given to anyone. So it has to be prayed. You know, you have to ask for it. God will reveal to you the symptoms in order for you to be healed, or in order for you to find out.